Cho bạn các cái pin 22 mm thì nó có mấy loại. Đây là ba loại pin 22 mm này. 20 mm tức là khoảng cách của hai cái cực âm dương ở đây là 22 mm. Khoảng cách hai cực âm dương ở đây nó sẽ là 22 mm này. 22 mm. 22. Đây 22. Thì đây là cái phiên bản đời đầu của cái loại 22 mm. Và đây là cái phiên bản đời sau. Nó khác nhau ở chỗ là cái phiên bản đời đầu thì nó đóng bộ 5S thành hai hàng. Bạn thấy là nó có hai hàng. Nên thì pin nó gọn nhưng mà nó khá là cao, nó phù hợp cho các cái máy nhỏ. Còn các cái đời về sau thì nó sẽ là dạng kiểu hộp dài giống như hộp Makita này, tuy nhiên chân nó lại chỉ cho âm dương thôi và cái lỗ sạc phía dưới. Còn cái loại 22 mm đời nữa mà hay nhái Dewar hoặc là Makita gì gì đấy thì chân nó kiểu như này. Về mặt lý thuyết thì ba cái này nếu mà chuyển về sử dụng hộp pin Makita thì nó sẽ đều sử dụng một cái loại đấy chuyển được. Còn ở trong video này thì tôi giới thiệu ở đây là cái bộ lấy nguồn của các cái pin này làm đèn. Ở đây là cái phiên bản dạng đơn giản nhất. Đầu tiên là hai cái bộ 22 mm truyền thống. Hai cái bộ này thì nó sử dụng cái đế kiểu như này, đế chuyển nó có công tắc bật tắt. Còn một cái dạng nữa là cái đế dài kiểu như này. Trong đó cái đầu này nó có thể xoay được để nó định hướng hướng góc chiếu. Còn đế này thì nó chỉ có hướng thẳng lên này thôi. Tức là nếu mà bạn mua đế chuyển thẳng nó sẽ là kiểu như này. Các bóng này là sử dụng bóng đèn DC từ 12 cho đến 85W. À xin lỗi, 12 cho đến 85V. Còn trong trường hợp mà các bạn muốn quay cái góc nó nghiêng đi, ví dụ như bạn muốn chiếu vào góc hoặc chiếu lên tường trong cái quá trình mà bạn sơn bả hay làm gì đấy thì cái việc mà cầm chiếu thẳng nó hơi khó. Thì ở đây tôi có một cái lựa chọn nữa là bổ sung thêm cái đuôi đèn. Tức là trong trường hợp cái đuôi đèn này thì bạn thấy là nó dễ, cực kỳ dễ uốn. Đấy, bạn có thể uốn chiếu xuống cầm hoặc chiếu hướng hắt sáng. Bởi vì các cái đèn LED kiểu như này thì cái hướng hắt sáng của nó là hướng thẳng. Vì vậy chúng ta sẽ cần bố trí cái hướng chiếu làm sao cho nó thuận tiện xem nhất. Đấy, ví dụ này, bạn muốn chiếu lên tường. Ở đây cái hộp pin nó chưa có pin cho nên là nó dễ đổ, chứ còn khi có pin thì nó sẽ đứng rất là chắc. Đấy, hoặc bạn có thể nằm ngang này để chiếu trong cái các cái thao tác mà bạn cần chụp ở trong xử lý ở trong các góc hẹp. Thì cái đuôi đèn xoáy này thì nó sẽ tiện hơn cho các bạn rất là nhiều so với cả cái phiên bản thẳng đứng. Phiên bản thẳng đứng thì bạn chỉ làm được một hướng thôi, nó nhìn thẳng lên trời hoặc là để từ trên trời để xuống. Ví dụ trong trường hợp mất điện hay gì đấy thì bạn có thể dùng cái cục pin của bạn làm cái nguồn cái led. Thì các cái bóng này nó rơi vào tầm 12 cho đến 18W, 12, 15, 18, đôi khi có bóng 25W nữa thì tùy lựa chọn. Ở đây tôi bán có mấy lựa chọn. Thứ nhất là chỉ đế. Thứ hai là đế kèm cái dây mà chuyển góc này. Và thứ ba là đế kèm cả bóng nữa. Và có nhiều lựa chọn bóng đèn. Thì đây là cái phiên bản 22 mm truyền thống. Còn cái dạng thứ hai là phiên bản 22 mm mới. Đấy, cho các cái bóng kiểu này. Tất cả các bóng này đều được chế thêm cái công tắc, tức là khi mà bạn không cần, bạn có thể tắt đi. Cái dạng này thì nó sẽ như này. Đấy. Nhưng mà nó có thể xoay được góc. Đấy. Tức là trong trường hợp nó xoay góc hạn chế thôi, nhưng mà trong một số trường hợp bạn có thể nghiêng các cái góc này để tìm cái góc quay cho nó đúng phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình. Còn nếu mà bạn thích thì bạn vẫn có thể lắp cái đuôi này kiểu này. Như vậy thì cái góc quay nó sẽ đa dụng, nó nhiều độ góc hơn. Đấy, kiểu vậy. Có thể chiếu xuống dưới, có thể chiếu lên trên. Đấy. Thì đây là cái phiên bản cho cái loại 22 mm đời mới. Nó cũng có ba lựa chọn như trước. Tức là chỉ đế, hai là đế kèm cái này và ba là đủ bộ.
Bạn có thể đặt trên shop của tôi hoặc là chat Zalo hoặc là thông qua kênh YouTube. Xin ơn các bạn đã theo dõi.